Vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 của sách Trên Trời Sáng Tạo. Cô chào các bạn nhé. Các bạn mở sách trang 39. Bài 4. Bà tôi, sách giáo khoa trang 69. Bài tập số 1. Nghe viết bà tôi. Từ tối nào đến hết. Rồi các bạn mở sách trang 69. Các bạn nhìn bài bà tôi. Người ta yêu cầu các bạn viết đoạn cuối cùng này các bạn. Tối nào tới hết, tới cái chữ trên lưng chấm hết. Thu Hà. Rồi bây giờ các bạn trước khi muốn viết bài chính tả thì các bạn phải đọc. Rồi các bạn đọc sách giáo khoa. Từ tối nào tới trên lưng. Bây giờ các bạn đọc lại 5 lần cho nhớ nha. Cô đọc với cô một lần trước nào. Tối nào bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay răm rắp của bà xoa nhẹ trên lưng. Thu Hà. Rồi các bạn đọc 5 lần. Sau đó các bạn lấy bút ra chuẩn bị viết. Trước khi viết một đoạn văn thì các bạn thụt vào hai ô. Cô sẽ đọc cho các bạn từng hai chữ, từng ba chữ, từng câu để các bạn biết ha. Cô đọc 3 lần và bạn nào thấy nhanh quá thì nhấn dừng video, viết xong chúng ta lại nghe tiếp và viết tiếp ha, chứ không có ai đọc cho các bạn, cho nên là các bạn khó ha. Bây giờ đi tìm một người mà đọc cho các bạn cũng khó, tại ba mẹ thì lo làm rồi, bận bịu rồi ha, không ai đọc. Thì bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn. Các bạn thấy nhanh quá các bạn nhấn dừng video. Bắt đầu. Tối nào. Tối nào. Tối nào. Phải. Bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Chấm. Giọng bà ấm áp. Giọng bà ấm áp. Giọng bà ấm áp. Đưa tôi vào giấc ngủ. Đưa tôi vào giấc ngủ. Đưa tôi vào giấc ngủ. Chấm. Trong lúc mơ màng. Trong lúc mơ màng. Trong lúc mơ màng. Phải. Tôi vẫn cảm nhận được. Tôi vẫn cảm nhận được. Tôi vẫn cảm nhận được. Bàn tay ram ráp của bà. Bàn tay ram ráp của bà. Bàn tay ram ráp của bà. Xoa nhẹ trên lưng. Xoa nhẹ trên lưng. Xoa nhẹ trên lưng. Chấm hết. Tên tác giả Thu Hà. Thu Hà. Thu Hà. Rồi bây giờ các bạn xem lại, tua lại video. Cô đọc chữ nào thì các bạn dò theo chữ đó. Xem chúng ta đã viết đầy đủ dấu chấm câu và các từ vựng chưa. Rồi tên tác giả có viết hòa chữ cái đầu câu không. Bài tập số 2. Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái. Rồi các bạn có nhớ bảng chữ cái không? A, á, ớ, bờ, cờ, giờ, đờ đó. Đó thì các bạn viết tên. Ví dụ ai tên Anh thì là viết đầu tiên đúng không? Ai tên Bảo là viết thứ hai. Đó. Chữ cờ ai tên là Trương chẳng hạn,
hoặc tên công chẳng hạn đó. Các bạn còn nhớ cái bài hôm trước không? Huy, Hương, Đan. Vậy chứ đờ, chứ đờ là đứng trước nè. A á ở bờ cờ giờ đờ. E e g h tới chữ h, vậy là hai chữ h, Huy và Hương hai chữ h. Vậy cô sẽ đưa chữ Đan lên đằng trước ha. Rồi tới Huy và Hương. Rồi Đan là chữ đờ này, rồi tới chữ h này. Rồi các bạn thấy không? Huy và Hương là hai chữ h. Vậy không biết chữ nào đứng trước, chữ nào đứng sau, chúng ta xét chữ u và chữ ư. Thì cái chữ u đứng trước chữ ư. U ư, đúng không? Vậy thì chúng ta viết chữ Huy trước. Đó, chúng ta tới viết chữ Hương sau. Đó là thứ tự của bạn chữ cái. Chúng ta qua bài tập số 3. Điền vào chỗ trống. Câu A, chữ L cao hoặc chữ N thấp. Ngọt ngào lời ru của mẹ. Lời ru là chữ L cao nha các bạn. Cánh cò cõng nắng, lượn bay nắng là N thấp nha. Mênh mông đồng xanh sắc lúa là L cao ha. À ơi à, giấc ngủ thật say, theo Phạm Hải Lê. Chúng ta qua câu B. Vần u ô n uôn hoặc vần u ô ng uông. Uôn hay là uông. Và thêm dấu thanh nếu cần. Rồi chúng ta sẽ điền từ chỉ đề m uôn muôn hay là m uông muôn. Vì sao còn ngủ? Vậy là muôn u ô muôn vàn đấy. Muôn vì sao còn ngủ. Chuông hay là chuôn, chuôn hay chuông. Đồng hồ chưa rung. Đây là phải chuông rồi, u ô ngờ. Chuông đồng hồ chưa rung. Nhưng bà luôn dậy sớm. Luôn là âm u ô nờ uôn nha. Nhớ cái chuông là phải có chữ ngờ ấy các bạn nha. Pha nước trà cho ông. Theo Nguyễn Lãm Thắng. Rồi chúng ta đọc lại cho nhớ bài thơ. Muôn vì sao còn ngủ, chuông đồng hồ chưa rung, nhưng bà luôn dậy sớm, pha nước trà cho ông. Theo Nguyễn Lãm Thắng. Bài tập số 4 viết 2 đến 3 từ ngữ. Câu A có chứa có tiếng chăm. Ví dụ mẫu chăm sóc. Chăm sóc, à, chăm gì nữa các bạn? À, chăm học cũng được ha. Người ta yêu cầu các bạn viết 2 đến 3 từ cơ. Các bạn nghĩ đi. Vậy chúng ta có từ chăm học, chăm chỉ, chăm ngoan. Đều có chữ chăm nha các bạn. Câu B. Có tiếng thương. Ví dụ mẫu thương yêu, rồi thương gì nữa các bạn? Rồi các bạn tìm những từ như là yêu thương, thương yêu, yêu thương, thương mến hoặc là mến thương, thương mại, là thương gia, thương nhân, bị thương. Nói chung là nhiều lắm các bạn. Chọn 1, 2 từ, 2 hoặc 3 từ viết vào thôi nha. Bài tập số 5. Chọn ở mỗi nhóm một từ để viết thành câu. Mỗi nhóm một từ để viết thành câu. Ví dụ ông bà chăm sóc cháu. Vậy ông bà là nhóm 1. Cô đặt ở đây là nhóm 1 ha. Đáp cô vui ha. Nhóm 2, nhóm 3. Rồi đầu tiên là chọn ông bà. Đây. Chăm sóc. Đây. Cháu. Cháu đây. Rồi bây giờ cô sẽ lấy từ cha mẹ. Yêu quý. Ông bà. Hoặc là con. À, các bạn muốn đặt sao các bạn đặt nha. Ví dụ con giúp đỡ cha mẹ. Đó. Cháu chăm sóc hoặc là yêu quý ông bà. Đó, rồi bây giờ người ta yêu cầu các bạn chọn đi rồi các bạn viết ha. Viết thành câu. Bây giờ cô sẽ chọn câu. Rồi cô viết tạm mấy câu rồi các bạn cứ chọn một nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 mỗi chỗ một từ đi thì các bạn sẽ ráp lại thành một câu.
cho có ý nghĩa nha, chứ đừng nói còn yêu quý con là nghe nó kỳ kỳ ha, con yêu quý cháu nó kỳ kỳ quá ha, con thì đối với cha mẹ, cháu thì đối với ông bà ha. Cha mẹ yêu quý con giúp đỡ cha mẹ, ông bà động viên cháu đó. Bài tập số 6, viết 2 đến 3 câu nói về tình cảm của cháu đối với ông bà. 2 đến 3 câu. Mình dựa vào cái bảng này này, cháu ha. Tình cảm của cháu đối với ông bà. Rồi, bây giờ cháu này. Cháu chăm sóc ông bà. Cháu yêu quý ông bà. Cháu giúp đỡ ông bà. Vậy là chúng ta được 3 câu rồi. Rồi, chúng ta viết ra cháu chăm sóc ông bà. Cháu yêu quý ông bà, cháu giúp đỡ ông bà. Bài tập số 7, viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân dựa vào gợi ý. Câu A, em sẽ viết bưu thiếp gửi cho ai? Sinh nhật là ai? Câu B, em viết bưu thiếp đó nhân dịp gì? Nhân dịp gì đấy các bạn? Chúc mừng sinh nhật người thân. Câu C, em sẽ viết những nội dung gì trong bưu thiếp? Em viết những câu gì trong bưu thiếp vậy? Rồi, chúng ta trả lời gợi ý câu A, em sẽ viết bưu thiếp gửi cho ai? Thì chúng ta trả lời em sẽ viết bưu thiếp gửi cho bà ngoại. Rồi, viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân. Chúc mừng sinh nhật ha. Vậy câu B, em viết bưu thiếp đó nhân dịp gì? Câu B, chúng ta trả lời em viết bưu thiếp đó nhân dịp sinh nhật của bà ngoại. Câu C, em viết những nội dung gì trong bưu thiếp? Chúng ta trả lời em sẽ viết lời chúc mừng bà sinh nhật vui vẻ và khỏe mạnh. Bài tập câu số 8, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về gia đình. Rồi các bạn xem mình nhớ mình đã đọc bài văn gì chưa? Mình học bài văn gì rồi? Tên tác giả là ai? Tên bài văn, tên tác giả là ai? Hình ảnh đẹp đó là hình ảnh gì? Nói về gia đình. Các bạn mở sách giáo khoa trang 69 về bài đọc bà tôi. Đây là bài văn đó. Bài văn và bài thơ nó khác nhau. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc bài bà tôi. Bà tôi đã ngoài 60 tuổi, mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xõa tóc để hong khô. Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu. Ngày nào cũng vậy, vừa tan trường, tôi đã thấy bà đứng đợi ở cổng. Trông bà thật giản dị, trong bộ bà ba và chiếc nón lá quen thuộc. Bà nở nụ cười hiền hậu, nheo đôi mắt đã có vết chân chim, âu yếm nhìn tôi. Rồi hai bà cháu cùng đi trên đường, cùng đi về trên con đường làng quen thuộc. Bóng bà cao gầy, bóng tôi nhỏ bé, thấp thoáng trong bóng lá và bóng nắng. Tối nào bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay răm ráp của bà xoa nhẹ trên lưng Thu Hà. Vậy chúng ta có tên bài văn nói về gia đình là bà tôi và tác giả là Thu Hà. Rồi, chúng ta thích cái hình ảnh gì đây? Cô thì cô thích hình ảnh là bà thường để xõa tóc nè, hong khô đó, gội đầu xong bà xõa tóc nè, thì cô thích cái hình ảnh là xõa tóc. Rồi cái hình ảnh tiếp theo, bà nở nụ cười hiền hậu, nụ cười hiền hậu nè. Đó. Rồi tiếp theo, giọng nói bà ấm áp. Rồi, vậy các bạn ấn tượng hình ảnh của bà mình là hình ảnh nào? Cô thì ấn tượng là xõa tóc. Mỗi khi gội đầu xong bà xõa tóc rất là dài như thế này này các bạn. Ok.
bà hong khô, nó gội đầu xong là bà xóa tóc, bà hong khô như này nè đó. Thì mình nhìn cái hình ảnh nó rất là đẹp thì mình thích đó, thích thì các bạn viết vô. Còn các bạn nhìn thấy bà cười hiền hậu nha, cô cũng ấn tượng. Rồi giọng nói của bà cũng ấm áp ha, đó, bà rất là yêu thương con cháu, cho nên là các bạn nhớ hình ảnh gì các bạn viết vào nha. Rồi sau đó các bạn viết vào tên bài văn, bà tôi, tác giả Thu Hà, hình ảnh đẹp bà xõa tóc, nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp.